Trong khi cầu Nam Lý đã chốt thời điểm hoàn thành vào tháng 9 2024, thì đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh cũng sẽ được mở rộng lên 30m với quy mô 6 làn xe. Đây là hai dự án hạ tầng có ý nghĩa rất quan trọng đối với mạng lưới giao thông khu vực thành phố Thủ Đức, đồng thời cũng tạo nên cú hích quan trọng cho giá nhà đất quanh khu vực này. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Cà Phê Lên điểm qua những thông tin, hình ảnh mới nhất về tiến độ xây dựng cầu Nam Lý và dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp. Bên cạnh đó là tình hình triển khai, giá bán của loạt dự án bất động sản nằm dọc tuyến đường quan trọng này nhé. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã trình Hội đồng Nhân dân Thành phố phê duyệt dự án đầu tư mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh thuộc Thành phố Thủ Đức. Dự án này có chiều dài khoảng 1,8 km, nền đường mở rộng lên 30m với 6 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 870 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 360 tỷ đồng, còn lại là tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm tới. Được biết, từ năm 2016, đoạn đường này đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn 528 tỷ đồng. Tuy nhiên, giai đoạn này, việc nâng cấp, mở rộng đường được tách làm hai dự án với phần xây dựng 360 tỷ đồng và bồi thường giải phóng mặt bằng 168 tỷ đồng. Việc giải phóng mặt bằng sau đó bị vướng nên các gói thầu xây lắp mới chỉ khởi công, khối lượng thực hiện tương đương gần 50 tỷ đồng. Đến nay, chi phí bồi thường đã tăng lên với tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 56.000 m², tổng số tiền cần bồi thường là trên 508 tỷ đồng. Về dự án xây dựng cầu Nam Lý, thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án này sẽ hoàn thành và thông xe đúng vào tháng 9 2024. Cầu Nam Lý nằm trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, được khởi công xây dựng từ năm 2016 nhằm thay thế cho cống đập rạch chiếc nhỏ hẹp xuống cấp. Đây là cây cầu có ý nghĩa lớn với giao thông khu vực khi nằm trên tuyến đường kết nối đại lộ Võ Nguyên Giáp, hay còn gọi là xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức cũ với đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 cũ. Dự án xây dựng cầu Nam Lý có tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 423 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng 403 tỷ đồng và các chi phí khác. Mặc dù vậy, đến tháng 4 2019, dự án phải dừng thi công sau khi đã đạt tiến độ 40% do nhiều nguyên nhân. Trong đó khó khăn lớn nhất là khâu đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau nhiều năm bất động, dự án này được tái khởi công trở lại vào đầu năm 2023 khi các hộ dân lần lượt bàn giao mặt bằng. Ghi nhận thực tế hiện nay, trên công trường cầu Nam Lý có nhiều công nhân và phương tiện thi công sôi nổi. Cầu Nam Lý và dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp sau khi hoàn thành sẽ giải quyết bài toán giao thông quanh khu vực, xóa tình trạng ùn tắc, giảm tải giao thông cho các tuyến đường hiện hữu. Đặc biệt, các dự án bất động sản nằm dọc tuyến đường này cũng sẽ được hưởng lợi lớn khi các công trình hạ tầng trên được triển khai. Trong phần tiếp theo của video, hãy cùng Cà Phê Lên tìm hiểu thêm về các dự án bất động sản nổi bật trên tuyến đường này nhé. Ghi nhận thực tế hiện nay, khu vực này đã và đang có hàng loạt dự án bất động sản đang được xây dựng. Khu vực này cũng có sự đa dạng các loại sản phẩm từ đất nền, nhà phố, biệt thự, căn hộ đến shop house. Đây cũng là một trong những điểm nóng về giá bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây. Theo thông tin từ trang nhà đất.cafelen.vn, giá bán căn hộ các dự án dọc đường Đỗ Xuân Hợp đang dao động từ 40 đến 60 triệu đồng một mét vuông, với nhà phố trung bình khoảng 150 đến 300 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí, khu vực có những sản phẩm được giới thiệu lên đến hơn 500 triệu đồng một mét vuông, cao bậc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đáng chú ý nhất của khu vực này là The Global City của chủ đầu tư Masterise với quy mô hơn 117 hectare. Dự án này nằm mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, kéo dài từ cầu Nam Lý đến gần nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Hiện nay chủ đầu tư The Global City đã hoàn thành nhiều phân khu và tiện ích bên trong dự án. The Global City gây chú ý không chỉ nhờ sở hữu vị trí đắc địa, quy mô lớn, quảng cáo rầm rộ mà còn bởi giá bán tại đây cao ngất ngưỡng. Cụ thể, thông tin từ trang nhà đất.cafelen.vn, giá bán nhà phố của The Global City hiện dao động trong khoảng 300 đến 500 triệu đồng một mét vuông. Cụ thể, một căn nhà phố có diện tích 99 mét vuông, kết cấu một trệt 3 lầu đang được chào bán với giá 32 tỷ đồng, tương đương 332 triệu đồng một mét vuông. Một căn khác có diện tích 95 mét vuông, kết cấu một trệt 4 lầu đang được chào bán với giá 45 tỷ, tương đương 473 triệu đồng một mét vuông. Cũng nằm mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, cách dự án The Global City không xa là khu đô thị Lakeview City của chủ đầu tư Novaland đã hoàn thiện và bàn giao nhà cho khách hàng. Dự án này có quy mô khoảng 30 hectare, bao gồm các sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố vườn và biệt thự song lập. Ngoài đường Đỗ Xuân Hợp, Lakeview City còn sở hữu mặt tiền kéo dài hơn 1,1 km đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đã được thông xe vào tháng 9 2023. Hiện nay, giá bán các sản phẩm tại Lakeview City đang dao động trung bình trong khoảng 125 đến 193 triệu đồng một mét vuông.
Về phân khúc căn hộ, quanh khu vực cầu Nam Lý hiện có nhiều dự án đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng vào ở. Cụ thể, ngay cạnh cầu Nam Lý là dự án chung cư Flora Anh Đào của chủ đầu tư Nam Long. Dự án này có quy mô 16 tầng với khoảng 500 căn hộ. Giá bán hiện nay của dự án đang giao dịch từ 32 đến 37 triệu đồng một mét vuông. Cách đó không xa là dự án chung cư Kỳ Ất của chủ đầu tư Gia Hòa. Dự án này có quy mô gần 30 hectare, bao gồm 10 khối tháp cao 18 tầng, tổng số 1.700 căn hộ. Giá bán căn hộ tại dự án này đang nằm trong khoảng từ 40 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Một dự án căn hộ nổi bật khác quanh khu vực này là Chamila của chủ đầu tư Khang Điền, tọa lạc ngay trên mặt tiền đường song hành cao tốc Long Thành - Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này có tổng cộng 867 căn hộ đã bàn giao cho khách hàng vào ở. Giá bán căn hộ tại đây đang được giao dịch trong khoảng từ 45 đến 56 triệu đồng một mét vuông. Ngoài các khu đô thị khép kín, chung cư, giá bán của các loại hình nhà phố, đất nền quanh khu vực cầu Nam Lý cũng đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Đặc biệt, từ khi xuất hiện đại dự án The Global City, giá bán của các phân khúc này đã ghi nhận tăng khá nhanh. Cụ thể, với những căn nhà phố nằm mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, đối diện The Global City, hiện đang có giá trung bình từ 220 đến 250 triệu đồng một mét vuông. Các dự án đất nền xung quanh khu vực, giá bán cũng có mức ghi nhận cao hơn so với trước. Chẳng hạn, khu dân cư Hoàng Minh Tuấn nằm đối diện với The Global City đang được giao dịch với mức giá khoảng 86 đến 150 triệu đồng. Những dự án có vị trí xa hơn cũng đang xấp xỉ mức 100 triệu đồng một mét vuông. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán các dự án trên và nhiều dự án khác ở thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng Cà Phê Land Protect là lựa chọn bạn không nên bỏ lỡ. Ứng dụng Cà Phê Land Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tin mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày, giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn, và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Land Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản. Sau khi xem qua những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ thì bạn có đánh giá và góc nhìn như thế nào về sức hấp dẫn của các dự án bất động sản dọc trục đường Đỗ Xuân Hợp? Hãy để lại bình luận bên dưới video này để mọi người cùng được biết nhé. Ngoài ra, nếu bạn đang quan tâm một dự án khác, đừng ngần ngại comment vào bên dưới video tên của dự án. Chúng tôi sẽ khảo sát và thực hiện review dự án đó trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, các bạn đừng quên nhấn like, share và ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường bất động sản nhé.